Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn về công việc buôn bán nước sôi cũng như là bánh mì. Thì ngoài những clip mà tôi chia sẻ về cái cách làm thịt chiên giòn, rồi chả bông cũng như là đồ chua, pate, vân vân. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn món muối tiêu. Muối tiêu, khi mà các bạn làm bánh mì chả thì chúng ta cho vào đây ăn nó sẽ thơm và nó đậm vị hơn là chúng ta sẽ chan nước sốt hay là nước tương. Tuy nhiên thì cũng tùy vào khách hàng thôi. Hoặc là trong hộp xôi á, tôi để trứng cút và thịt chiên giòn thì tôi hay rắc thêm một chút muối tiêu, ăn nó sẽ đậm vị mà nó rất là hàm. Và các bạn có thể là ăn cùng với lại bánh dày. Những món này thì nó hạt với muối tiêu lắm. Và muối tiêu thì có thể dùng với lại thịt gà luộc, xé phay, chấm muối tiêu chanh thì phải nói tuyệt vời. Rất rất nhiều món chúng ta có thể dùng với lại cái muối tiêu này. Thì để làm muối tiêu cho ngon đó, các bạn nên dùng muối hạt nha. Ăn nó không có bị hạt mà nó rất là ngon. Công thức ngày hôm nay thì tôi sẽ sử dụng 1 ký muối hạt. Trước tiên thì các bạn rang muối cho nó khô lên ha. Muối thì các bạn cứ rang ở trên lửa vừa và đảo đều tay nha. Thì lúc đầu cái muối nó có cái màu trắng, các bạn cứ rang cho đến khi mà nó có cái màu ngà, nó chuyển qua cái màu hơi ngà nhẹ thôi là nó gần được rồi đó. Thì đây nó là cái muối hạt, nó có những cái hạt to nên các bạn rang kỹ xíu để cho nó khô hẳn luôn á. Như này là được rồi, là mình sẽ tắt bếp đi nha. Các bạn đảo thêm vài đũa nữa, tại vì chảo đang rất là nóng. Và bây giờ chúng ta để chờ cho muối nó nguội hẳn nha. Nãy giờ thì tôi rang cũng mất 25 phút đó. Tiếp theo thì tôi sẽ đi rang tiêu nha. Ở đây là 200 gram tiêu. Tiêu thì các bạn rang lửa nhỏ thôi nha. Và đảo đều tay cho đến khi nó thơm. Tiêu chúng ta sẽ rang nhỏ lửa, lửa vừa thôi và đảo đều tay liên tục. Khi mà nó có cái mùi thơm á, thì cái thời gian nó ngắn thôi. Nãy giờ thì tôi rang cũng mất 4 phút nè. Chúng ta không nên rang lửa lớn và để lâu quá nó sẽ bị cháy tiêu, nó không có thơm đâu. Tiêu sau khi mà các bạn để cho nguội rồi á, tôi cho vào trong một cái rổ nè và tôi xoa để cho nó rớt những cái bụi cũng như là những cái vỏ nó còn bám ở bên ngoài nè, để nó ra bớt. Các bạn có thể dùng tiêu xay sẵn cũng được, nhưng mà dùng cái tiêu mà tiêu sọ chúng ta tự làm như này thì nó sẽ thơm hơn, nó thơm mà nó ngon hơn. Muối hạt rang thì tôi đã để nó nguội rồi nè, nguội hoàn toàn rồi ha. Bây giờ thì chúng ta trộn tiêu và bột ngọt vào đây. Với 1 ký muối thì tôi cho vào đây 200 gram tiêu và 200 gram bột ngọt. Các bạn có thể bỏ ít tiêu và bột ngọt hơn. Nhưng đây là công thức chuẩn điều vị ở trong kinh doanh. Nếu mà các bạn cho ít bột ngọt hơn thì muối nó sẽ mặn, không ngon. Rồi bây giờ chúng ta đem đi xay ha. Thank you.
tiêu sau khi mà xay xong các bạn thấy nó rất là thơm và nó mịn, thơm cực kỳ luôn á. Vị mặn nhẹ nhàng, không có gắt, nó hơi cay cay một tí xíu của tiêu và rất là thơm, thơm của tiêu á, thơm lắm. Muối này thì các bạn xài hoài đến khi nào hết thì thôi nha, không có lo nó bị ướt đâu. Đó, các bạn cho vào trong cái lọ và nó có cái lỗ mình rắc ra nè. Cái lỗ to thì tôi rắc nó ra nhiều, còn nếu mà các bạn muốn ra ít thì mình xay qua cái lỗ nhỏ và rắc như này. Rất là khô và nó tơi ha. Thì bây giờ cái muối này các bạn cho vào trong cái chai lọ, chúng ta đậy nắp lại và bảo quản nha. Dùng dần, khi nào mà xài các bạn lấy ra và đậy lại nhanh. Chứ nếu mà mở nắp hoặc là để hở thì cái hơi gió vô nó sẽ làm cho cái muối nó ướt á, thì chúng ta xài không được lâu. Và mình đã chia sẻ đến các bạn cách làm muối tiêu để bán bánh mì hoặc là để ăn trong những cái thức ăn hàng ngày trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.